Khác với vai diễn Đức, Hồng Đăng ngoài đời sẵn sàng đứng ra bảo vệ vợ. Những ngày gần đây, thương ngày nắng về, đang nhận được nhiều luồng ý kiến trái chiều từ khán giả. Quang Đức, nhân vật do Hồng Đăng đảm nhận, cũng chịu chỉ trích vì sự thiếu quyết đoán, không dám đứng lên bảo vệ vợ khiến người xem tức anh ách. Tuy nhiên, ngoài đời nam diễn viên lại khác hẳn, anh sẵn sàng xù lông bảo vệ bà xã trước những lời nói không hay từ anti-fan. Đức trong bộ phim Thương ngày nắng về đang phát sóng là một hình tượng hoàn toàn khác lạ so với các vai diễn của Hồng Đăng trước giờ. Nhân vật lần này của anh là một chàng trai có tính trẻ con, vô tâm, lại còn thiếu chính kiến. Dù đã là bố của hai đứa trẻ, nhưng Đức vẫn còn ham chơi, không biết lo nghĩ và để mọi gánh nặng đổ lên mình vợ. Trong khi mẹ Đức cứ bày chuyện gây khó dễ con dâu, thì anh tỏ ra hờ hững, không thể bên vực vợ hay thu xếp ổn thỏa hai bên đã đành. Anh chàng còn làm mối quan hệ của mẹ và vợ mình tệ hơn với cách cư xử kém khéo léo của anh. Sự ngây ngô quá mức và kém cỏi của Đức đã khiến vợ anh là Trang, do diễn viên Lan Phương thủ vai, phải chịu nhiều uất ức, tổn thương. Vì vai diễn này mà Hồng Đăng từ một soái ca vạn người mê bỗng trở thành ông chồng bị nhiều chị em ghét tức cái bụng. Nhưng thoát ra khỏi vai diễn thì Hồng Đăng là một con người khác. Nam diễn viên có tiếng là một trong những sao nam dành tình yêu cho vợ con, gia đình nhất nhì VBIS, sở hữu vẻ ngoài điển trai, lịch lãm, đồng thời anh cũng chuyên trị những vai diễn chuẩn soái ca. Vì thế lượng fan hâm mộ của nam diễn viên 8X khá đông. Phong trong Cả một đời ăn oán thường xuyên bắt gặp những bình luận nhận xét không hay về vẻ ngoài của vợ trên các trang mạng xã hội. Khác với chồng, anh Đào, bà xã Hồng Đăng không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Đồng thời, vẻ ngoài của cô ưa nhìn, không phải thuộc kiểu mỹ nữ xinh đẹp rạng ngời như người mẫu hay hoa hậu khác. Còn ông xã cô lại được xem là một trong những mỹ nam màn ảnh. Thế nên không ít lần người hâm mộ cho rằng cả hai không xứng đôi, không đứng yên, mặc kệ bà xã phải chịu những lời khó nghe. Hồng Đăng đã không ít lần xù lông, thẳng thắn đưa ra quan điểm bảo vệ vợ trước những lời lẽ không hay từ những người xung quanh. Giờ ai gặp bạn rồi chê đủ thứ, bạn có vui không? Cái này là do giáo dục từ bé đấy bạn ạ. Diễn viên Hướng Dương ngược nắng không ngại đáp trả những bình luận ác ý. Việc phụ nữ thường bị phán xét vẻ ngoài thì nhiều chuyện để nói lắm. Dừ, tóc tai highlight, trông choi choi, không đứng đắn, nhìn hai người không xứng. Còn nhiều từ ghê gớm hơn mà không tiện nhắc trên đây là những comment nhan nhản trên Facebook mình. Trước đây mình cũng cần mẫn vào xóa, block sạch, sợ người kia nhìn thấy thì lại nghĩ nhiều. Nhưng blog bên này thì lại mò sang Facebook chính chủ để chê trách, sợ thật. Vợ mình thì đã đọc, thậm chí là nghe tận tai rồi. Nhưng lạ cái là chẳng bực, chẳng buồn, chẳng cấu bẳn gì, nói chung là không bị ảnh hưởng. Nên mình cũng nhẹ bớt, giờ cũng bàng quan với những lời bình luận ác và ý nghĩ làm khổ vợ cũng không còn. Hồng Đăng thẳng thắn lên tiếng bảo vệ vợ. Tóm lại là vợ mình chỉ cần là hoa khôi trong mắt tôi và là nữ hoàng của hai công chúa nhà mình là được. Chả cần ai phán xét nhé, nam diễn viên bộc bạch. Với Hồng Đăng, tình yêu là sự cảm nhận đồng điệu giữa hai tâm hồn, chứ không thể để nhàn sắc quyết. Là người của công chúng, việc thẳng thắn đáp trả những lời lẽ đanh thép với khán giả như Hồng Đăng không nhiều. Tuy nhiên, nhìn cách anh sẵn sàng xù lông bảo vệ vợ lại khiến mọi người có thiện cảm và yêu quý Quang Đức hơn.